Em đang định chuyển sang kiểu của Hiếu thứ hai, mọi người tư vấn cho em với. Nhìn tụi anh thật cool, lạnh như băng mà không cần cố. Đang tụi lên càng cao này như B-Ray ở trong thành phố. Bài ra bài liên tục lặp lại như một tần số. Còn bài chơi cũ của em hay mà tập bắt cả một thằng ngố. Tay phải cài cần số, lên tay trái đi cầm vô lăng. Nhìn tụi anh như băng khủng bố, nên cầm tay lái là phải đeo găng. Chạy đến khi mà không còn gì mới dừng cơ. Lên đi đâu dễ, bắt kịp anh thì không thể. Nhưng nguyên trong tay em ngừng mơ. Sắc đẹp là điều thứ nhất để làm một nửa cái hiếu thứ hai. So if you wanna suck my DM, let it slide. Anh của em thì dễ, không bao giờ có chuyện ngược lại. Đi sẽ ba ba ba, nhưng mình vợ vẫn có một bài bắn là bang bang. Mấy chị dance dance with the man man. Hurricane can, những ngày lang thang sẽ còn sang trang. Ngắm nhạc bang bang, tích tích tang tang. Nói gang gang, đi hàng ngang ngang, pop the champagne. Thật ra kiểu tóc này của Hiếu thứ hai chỉ là kiểu pompadour, cũng giống như kiểu tóc mình đang để thôi. Nhưng cái phần sai của Hiếu để dài và vuốt về đằng sau nhiều hơn. Bây giờ thì mình sẽ đến Uncut Barbershop và mình sẽ cho các bạn thấy là chúng ta cần phải miêu tả với thợ như thế nào để cắt được cái kiểu tóc của Hiếu thứ hai này nhá. Bây giờ mình đang ở Uncut Barbershop, cũng là nơi mà Hiếu thứ hai đã cắt tóc. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu xem là kiểu tóc của Hiếu thứ hai chúng ta sẽ phải cắt như thế nào nhá. Giờ anh định cắt kiểu gì nhỉ? Anh đang muốn cắt cái kiểu giống như Hiếu thứ hai, vẫn sẽ là pompadour thôi. Thì em vẫn giữ nguyên kiểu pompadour cho anh. Và cái phần size với cả phần gáy thì sẽ là cắt taper. Nhưng mà cái phần size của Hiếu thứ hai thì hiện tại đang khá là dài. Phần size của anh nó chưa đủ độ dài ấy. Cho nên là em vẫn là cắt taper, nhưng mà em đẩy cho anh nó trắng hơn Hiếu thứ hai một chút để nó phù hợp với cả cái độ dài phần size bên này của anh nhé. Và đây là kiểu tóc của Hiếu thứ hai được cắt trên đầu của Huy thứ nhất. Nếu như các bạn muốn trải nghiệm kiểu tóc này thì hãy ghé qua 8 cơ sở của Uncut Barbershop, có cả ở Sài Gòn và Hà Nội. Nếu tới đây các bạn vẫn đang xem thì mình xin dành tặng cho bạn một mã giảm giá là Huy thứ nhất để được giảm 50% khi đặt lịch cắt tóc trên website của Uncut Barbershop. Link chi tiết cụ thể mình sẽ để ở ngay phía bên dưới video này thôi. Nếu như các bạn thích thì hãy like và subscribe YouTube channel này của mình. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những video tiếp theo.